Chào cô và các bạn. Mình tên là Đức Anh, mình sẽ đại diện hôm nay mình sẽ đại diện cho nhóm 8 demo về Firewall Proxy. Vậy Firewall là gì? Firewall là một hệ thống bảo vệ cho máy tính của chúng ta. Firewall giúp ngăn chặn những truy cập trái phép, những IP lạ và những virus muốn xâm nhập vào máy tính của chúng ta. Vậy Proxy là gì? Proxy hay Proxy Server là một server giả để chúng ta có thể thiết lập những truy cập giữa Internet và máy của người dùng. Proxy Server chúng ta có thể thiết lập về cách mà những IP mà chúng ta có muốn nhận, chặn những IP nào. Và nó Proxy Server còn có chức năng caching giúp cho việc load nhanh hơn. Theo mình sẽ demo bật Firewall và Proxy trong máy tính. Thì hiện tại mình xài Windows 11, mình sẽ sử dụng Firewall và Proxy của Windows 11 hỗ trợ. Đầu tiên các bạn vào trang search và bấm vào Firewall. Thì như các bạn thấy thì mình chưa bật Firewall lên. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào tên Windows Defender Firewall on off. Chúng ta bấm vào đây và OK. Vậy là Firewall của Windows đã được bật. Tiếp theo mình sẽ bật Proxy. Ta tìm vào trang Proxy Setting. Ở đây chúng ta có hai chế độ, là một là để Automatic Proxy Setup, và chúng ta để cho Windows tự thiết lập cái Proxy Server cho chúng ta. Hoặc là chúng ta có thể bấm vào Setup để setup bằng tay cái Proxy Server của chúng ta. Ví dụ như thế này, chúng ta có thể setup cái Proxy IP address của chúng ta như thế này và bỏ như thế này. Nhưng mà ở đây mình sẽ sử dụng Automatic Proxy Setup của Windows 1. Tiếp theo nhóm mình sẽ hướng dẫn các bạn vượt tường lửa. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng 3 cách để vượt tường lửa. Thứ nhất là sử dụng web proxy. Thứ hai là sử dụng phần mềm fake VPN. Và thứ ba là chúng ta sử dụng web browser để vượt tường lửa. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng web proxy để vượt tường lửa. Thì chúng ta sẽ vào trang proxy.site.com để vượt tường lửa. Và cái website mà hôm nay chúng ta demo đó là webbbc.com. Thì như các bạn đã thấy thì website này đã chặn địa chỉ IP Việt Nam và chúng ta không thể vào được. Cho nên bây giờ chúng ta vào là đây, chúng ta nhập URL vào. Chúng ta go. Đợi một lát. Và như các bạn đã thấy thì chúng ta đã vào được trang BBC. Tiếp theo chúng ta sử dụng phần mềm fake VPN để truy cập vào trang web bbc.com lúc nãy. Trước khi vào, chúng ta sẽ thử load lại cái bbc.com. Và như các bạn đã thấy thì chúng ta vẫn không thể vào được trang bbc.com này. Tiếp theo, chúng ta vào trang chủ của hotbotshield.com sạc VPN để tải cái phần mềm Hotbot Shield về. Chúng ta bật phần mềm lên là cài đặt. Có mở install cho phép nó cài đặt. Rồi sau khi đó có web Hotbot Shield sẽ được bật lên và các bạn sử dụng chế độ basic này, decline offer. Thì như các bạn đã thấy thì địa chỉ IP của chúng ta đã được fake qua bên Mỹ. Đây là một địa chỉ IP ảo của chúng ta. Chúng ta bấm vào đây để bật VPN lên. Chúng ta sẽ thử vào lại trang bbc.com. Đấy, và chúng ta đã vào được vào trang bbc.com này bằng việc sử dụng fake IP.
Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vượt tường lửa bằng sử dụng phần mềm web browser. Thì chúng ta sẽ test lại cái trang bbc.com này. Chúng ta vẫn không thể vào được trang bbc.com. Các bạn sẽ vào Google và search Tor browser. Bạn vào đâu đó Tor browser check. Download for Windows. Các bạn muốn run. À, chúng ta sẽ chạy phần mềm to. Cài đặt to. Rồi chúng ta sẽ bật to lên. Rồi sau đó chúng ta sẽ sử dụng bấm vào connect. Và cái Tor browser này sẽ cấu hình chúng ta sẵn cho chúng ta. Rồi tiếp theo đó chúng ta sẽ search trang bbc.com bằng cái search engine là DuckDuckGo của Tor. Và như các bạn đã thấy thì chúng ta đã vào được trang bbc.com của bbc.com. Thì đây là trong 3 trong số nhiều cách để chúng ta có thể vượt tường lửa vào những trang mà chúng ta muốn. Thì bài demo hoàn chỉnh của chúng ta của nhóm mình trên này kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.